Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Forosabi nhận một token MHX nha các bạn. Thì cái dự án này thì mình đang thấy rầm rộ trên các mạng xã hội, cho nên mình mới giới thiệu cho các bạn. Thì hình như là cái dự án này là đến từ các leader của Việt Nam các bạn. Thì các leader của Việt Nam là nó tự tạo ra cái con token này và nó phân phối cho chúng ta thôi. Còn thì bây giờ chúng ta chỉ việc cần đăng ký để nhận token thôi, free mà. Biết đâu thì sau này giá nó thể cao thì các bạn có thể kiếm lợi nhuận được từ cái con token này ha. Thì mình nghe thông tin của anh em thông báo trên các trang mạng xã hội thì con này thì nó dự kiến là cái giá của nó là một token là khoảng 60 đô các bạn. Thì bây giờ free mà, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký và nhận token thôi ha. Thì khi nào có thông tin nhiều về con này thì mình sẽ cập nhật trên kênh Telegram cho các bạn nhé. Thì để tham gia vào dự án này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn tiến hành điền lại thông tin đăng ký một tài khoản như sau. Đầu tiên thì là first name, thì các bạn điền là họ của các bạn. Các bạn điền là họ nhé. Phần last name là các bạn điền tên đệm và tên của các bạn. Ở phần country này thì là các bạn chọn là Việt Nam giúp mình. Tiếp theo là email, thì các bạn điền lại email của các bạn giúp mình nhé. Sau đó là mật khẩu. Mật khẩu thì các bạn tạo cho mình mỗi cái mật khẩu nhé. Ở phần bot coi này thì các bạn giữ nguyên nhé. Sau đó thì các bạn ấn vào nút next giúp mình. Thì sau khi các bạn vào nút next xong thì sẽ có một cái code nó gửi về Gmail cho các bạn nhé. Các bạn vào bên trong Gmail các bạn lấy cái code gì đó nhé. Code gì hình như gửi hơi lâu các bạn ạ. Có gì nó gửi hơi lâu nha các bạn. À nhầm chứ. Không phải, cái này là cái này không phải coi gì nó gửi về email, mà cái coi gì này là các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu nhé. Cái pin coi gì này là cái mật khẩu nhé. Các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu. Phần này thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu nhé các bạn. Không phải coi gì gửi về email đâu. Thì cái pin code này các bạn nhớ tạo cho mình là 4 số nhé. Các bạn tạo cho mình là 4 số giúp mình nhé. Các bạn tạo cái mã pin code này là 4 số. Sau đó các bạn ấn vào next. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái số điện thoại. Các bạn dùng số điện thoại nào thì các bạn điền lại số điện thoại đó giúp mình nhé. Sau đó các bạn ấn vào nút Get Verify. Thì sau đó thì nó sẽ có một cái code nó gửi về số điện thoại cho các bạn nhé. Các bạn nhập cái code đó vào đây. Sau đó các bạn ấn vào nút, các bạn ấn vào cái phần là Complex Register này nè. Thì như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công một tài khoản. Thì các bạn kéo xuống đây là các bạn sẽ thấy luôn trong phần quý của các bạn có là một token MHX nha các bạn. Thì dự án này cũng chắc là đến từ Việt Nam thôi. Tiếp theo thì các bạn là cần xác minh email của các bạn giúp mình nhé. Để xác minh email thì các bạn ấn vào nút Verify your email giúp mình nhé. Bạn ấn vào phần này giúp mình. Để mình thu nhỏ màn hình ảnh lại nhé. Các bạn ấn vào phần Verify your email.
Sau đó các bạn xác minh email giúp mình nhé. Đợi mình tí nhé. Thì để xác minh email thì các bạn ấn vào nút resend query join email giúp mình. Các bạn ấn vào đây giúp mình nhé. Thì sau khi các bạn ấn vào resend xong thì chắc nó sẽ gửi cho bạn một cái email đây. Nó sẽ cho gửi cho bạn một cái email về cái email cho các bạn. Các bạn nhấn vào email, bên trong Gmail thì các bạn ấn vào cái link này nè. Cái link WordPress query email này, các bạn nhấn vào cái link này giúp mình nhé. Chúng ta xác thực email. Thì như vậy thôi, các bạn chỉ cần ấn vào cái link đó thôi là các bạn xác thực được cái email của các bạn rồi nhé. Thì các bạn quay lại đây thì các bạn quay trở lại với trang web của nó nhé. Các bạn quay trở lại thì cái phần xác minh email nó đã mất rồi. Các bạn có thể ấn vào phần update này này thì cái phần cái email của các bạn nó sẽ mất, có nghĩa là các bạn đã update email thành công nhé. Đây. Sau khi các bạn update xong thì nó gửi cho bạn một cái email nữa là account của là tài khoản của các bạn đã update thành công email, nghĩa là xác thực email thành công ấy. Thì tiếp theo sau khi các bạn update thành công xong thì chúng ta cần phải đợi mình tí nhé. Như vậy là trong đây là phần wallet chúng để chúng ta, đây là cái địa chỉ quý của các bạn để các bạn là nhận token nhé. Như là phần phần này là như có là gửi token đi được, các bạn gửi nội bộ đi được á. Đây nè, các bạn có thể chuyển token nội bộ với nhau nhé. Thì như vậy thôi, còn để lấy link red bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy link red nhé. Thì để lấy link red thì các bạn ấn vào cái phần avatar ở phía góc trên bên phải này nè. Đấy. Thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Sau đó các bạn ấn vào phần My Device. My Detail này. Thì trong phần này các bạn ở dưới đây, các bạn sẽ thấy luôn là cái phần link red của bạn. Các bạn copy cái link red này đi tiến thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Hình như là mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là một token này. Thì như vậy thôi, các bạn chỉ cần đăng ký và đi tuyển referral thôi ha. Thì khi nào có thông tin về dự án này thêm thì mình sẽ cập nhật thông tin, và khi nào nó list sàn thì mình sẽ cập nhật thông tin trên kênh Telegram cho các bạn nhé. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận một token MHX từ dự án Forosabi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.